Xin chào các bạn. Hôm nay tôi nói về cái chuyên đề của người con lai đang định cư ở Mỹ. Thì hôm nay tôi nói á, là theo cái nguyện vọng, theo cái tâm tư của mấy cháu là con lai hiện đang sống ở bên nước Mỹ. Thì các bạn đều biết cái hậu quả chiến tranh của Việt Nam để lại. Thì theo như con số liệu thống kê ta được hiểu qua đó là khoảng 50.000 trẻ em lai, đó là hậu quả của chiến tranh để lại. Thì các bạn đã từng sống ở trong chế độ cũ, các bạn đều biết trong bối cảnh chiến tranh miền Nam lúc đó, tôi phải nói rằng rất ngột ngạt, ngột ngạt trong khói lửa chiến tranh, ngột ngạt trong đời sống. Và lúc đó ở nông thôn hầu như rất hạn chế về mặt sản xuất, ở nông thôn chiến tranh tàn phá, thành dân nông thôn tràn về thành thị để tránh bom đạn, cho nên cuộc sống hoàn toàn bị lệ thuộc vào viện trợ của nước ngoài cả. Cho nên tôi phải nói rằng trong bối cảnh chiến tranh lúc đó thì cuộc sống miền Nam rất là ngột ngạt, và xảy ra tình trạng là hậu quả của nó để lại rất nhiều trẻ em lai. Thì các bạn đều biết rằng những trẻ em lai này sau đó được định cư ở Mỹ, cũng có rất nhiều người đã thành công. Thì tôi ví dụ như nghệ sĩ, ca sĩ Phi Nhung cũng đã thành công trong đường nghệ thuật, cũng làm rạng danh cho người mẹ của mình. Hoặc là Dũng Tây Lo, đấy. Hoặc là một vài bạn, một vài cháu là con lai cũng thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Nhưng tâm trạng của họ đều nhớ về quê hương đất nước. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn là gần đây á, là có một số kiều bào nước ngoài ở bên Mỹ có điện thoại nói chuyện với tôi, thì cái nỗi lòng da diết họ nhớ quê hương, nhất là trong dịp Tết, và họ rất mừng là quê hương càng ngày càng đổi mới rất là tốt qua những thông tin truyền thông. Và những kiều bào đã có điều kiện về nước trong cái dịp Tết hoặc dịp thăm thân nhân, họ đã truyền đạt những hình ảnh và những cái diễn đạt lại những cái gì họ thấy lại cho kiều bào không có điều kiện về nước hiểu được tình hình đất nước. Họ rất mừng, rất vui, và đặc biệt càng về Tết đến họ lại càng nhớ đến quê hương. Thì tôi đã tiếp xúc vài cháu là con lai của Mỹ thì cũng nói chuyện với tôi, thì các cháu đều có một tâm trạng là luôn luôn nhớ về đất mẹ. Thì các cháu nói á, là các cháu mang cái hình hài là người Mỹ, nhưng các cháu đều đo mẹ Việt Nam sanh ra cả và sống ở dòng sữa mẹ và được sự đùm bọc yêu thương của đồng bào Việt Nam. Và hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn, thì có một cháu là Kim My Tăng đã có trao đổi nói chuyện với tôi rất nhiều ở trên Messenger, và tôi xin giới thiệu đây các bạn. Cháu này đã từng nói chuyện với tôi rất nhiều. Thì đây hình ảnh của cháu hiện giờ đang ở bên Mỹ. Với cái tâm trạng của cháu thì cháu nói á, dù đi đâu cháu cũng vẫn là người Việt Nam do mẹ Việt Nam đẻ ra. Đi đâu cháu cũng vẫn nhớ cái cảnh ở quê hương Việt Nam, những xóm làng quê yên tĩnh, những cái cầu tre, những lũy tre làng và những con sông êm đềm. Thì tôi hỏi cháu thế này, tôi hỏi tại sao cháu làm quen với tôi, bởi vì cháu nói rằng trên mạng truyền thông thì cháu biết nhiều, nhưng đặc biệt chú là một chiến sĩ quân giải phóng, người cầm súng đánh giặc ngoại xâm. Thì cháu rất mến những người cầm súng chống giặc ngoại xâm. Ví dụ như tụi cháu đây là công dân Mỹ và con chúng cháu là
công dân Mỹ, nếu một nước nào tới xâm lược nước Mỹ thì chúng cháu cũng phải cầm súng chống lại cuộc xâm lược. Nếu mà chúng cháu theo giặc mà bắn lại dân tộc mình thì chúng cháu là không phải xứng đáng là người con của đất nước, cũng như một lũ hèn hạ bao que. Và trong cuộc sống hàng ngày thì cháu á, là có giáo dục du lịch trên nước Mỹ, nhưng cháu vẫn giáo dục con các cháu là vẫn mặc quần áo có biểu tượng của Bác Hồ. Các bạn thấy không? Dù là con lai, nhưng dù là người Mỹ rồi, nhưng vẫn suy nghĩ là mình là mẹ Việt Nam đẻ ra, và trong nhà cháu vẫn thờ hình ảnh Bác Hồ. Cái tâm trạng của cháu á, thì luôn luôn nhớ về quê hương đất nước, với về người mẹ đã sinh đẻ mình ra. Các cháu nói thế này, các cháu nhớ đến những lúc mà quê các cháu ở An Giang, ở cái vùng biên giới chiến tranh với Campuchia, Campuchia, bọn Pol Pot, thì chính bộ đội đã cứu mang gia đình các cháu, cho từng bữa ăn, cho từng lon gạo, những lúc khó khăn, chạy loạn lạc. Và chính những bộ đội đó đã chiến đấu để bảo vệ xóm làng các cháu ở vùng biên giới, và đã cứu mang gia đình cháu. Từ đó các cháu rất kính trọng và mến những bộ đội Việt Nam, và các cháu luôn luôn là quý mến đồng bào Việt Nam, những người đã nuôi nấng dạy dỗ các cháu, đùm bọc các cháu trong lúc nghèo khó. Từ lúc các cháu đi qua Mỹ thì các cháu luôn luôn phấn đấu trong cuộc sống tự lập, bởi vì đa số con lai Mỹ khi qua Mỹ thì dòng họ thân thích không có, đồng thời bị những cái ánh mắt nhìn khác lạ nữa. Cho nên các cháu phải bươn chải trong cuộc sống rất là khó khăn. Nhưng một số các cháu cũng đã thành công trong cuộc sống. Ví dụ như Kim My Tăng đây, thì có một cháu đã đang học đại học của Mỹ, mà đã giáo dục con mình rằng, mà con mình luôn luôn có ý nghĩ tốt, là sau này hứa rằng khi ra làm việc rồi thì vẫn hàng năm vẫn sẵn sàng trích ra một số lương để ủng hộ những trẻ em nghèo hiếu học hoặc những đồng bào nghèo ở quê hương Việt Nam. Đó là tấm lòng của những người con lai luôn luôn nghĩ về đất nước, nghĩ về người mẹ Việt Nam đã sản sinh ra mình. Đấy, cho nên là vừa rồi qua thì Kim My Tăng đã tâm sự tôi rất nhiều và thổ lộ cái tấm lòng như thế. Khi cháu nhìn lại cái bọn bo que ở bên nước Mỹ á, thì các cháu rất căm giận. Bởi vì cái bọn bo que này ở bên Mỹ á, thì cộng đồng người Việt Nam đa số á, là đều làm ăn rất là tốt. Mà những người làm ăn tốt khá rồi, hoặc là những gia đình trở thành những gia đình trí thức rồi, thì họ ổn định với cuộc sống. Họ không cần biết bàn gì cái chuyện nữa hết. Và hàng ngày họ chăm chỉ làm việc và dạy dỗ con cái và đối đến họ xung họp gia đình. Chỉ đặc biệt những thành phần thất nghiệp rồi tụ tập thành băng nhóm, mặc vô cái áo là ba que để vận động xin tiền dân, không cho thì chúng hăm dọa khủng bố y như cái bọn bảo kê lưu manh. Và đây là cái lời tâm huyết của cháu cũng nhắn tin qua tôi, thì tôi cũng xin đọc công khai luôn cho cộng đồng thấy rõ là cái tâm huyết của cháu. Cháu nói với bọn phản động như thế này: đồ bọn ngu dốt, độc ác, không lo dạy dỗ con cái học những văn minh lịch sử của người Mỹ và trả ơn cho họ cứu mang, mà toàn dạy thù hằn vô lý và dạy dỗ làm người quân tử thì không dạy, mà dạy làm kẻ tiểu nhân bị ổi. Chính ngay cộng đồng người Mỹ họ cũng khi rẻ cả những tên bao que này.
Và họ có một suy nghĩ rằng trước kia những tên này là những tên ăn hại, và bây giờ chúng là những tên ăn bám. Thậm chí có những tên là viết làm một cái đơn là nói xin trợ cấp thất nghiệp, mà viết tiếng Mỹ có không rằng cũng phải đi nhờ viết. Thì đa số những thành phần này là những thành phần vô công rỗi nghề và thất nghiệp, chỉ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Còn những người có việc làm ổn định, họ không có làm chuyện tầm bậy. Thì cô Kim My Tăng nói thế này, các bạn chú ý nghe, rất là đơn giản nhưng rất là thực tế. Cô nói cái bọn bao que phản động ở nước ngoài cứ luôn luôn rã rã nói xấu Bác Hồ. Nói Bác Hồ là độc ác, độc tài, rồi cộng sản thế này thế kia. Thì cô nói thế này, chú ơi, cháu coi hình ảnh đám tang của ông Hồ Chí Minh, tại sao cả nước đều khóc, từ trẻ em cho đến người già cũng phải khóc. Những người già phải chống gậy để tới dự đám tang của ông Hồ Chí Minh, trong cơn mưa tầm tã vẫn đi dự đám tang. Từ trẻ em, học sinh, cho đến công nhân, cho đến nông dân, cho đến bộ đội, tất cả đều khóc Bác Hồ khi Bác Hồ đã mất. Thì như thế phải tỏ lòng thương tiếc của người có đức có tài, người ta mới thương tiếc, người ta mới khóc. Kể cả bạn bè thế giới cũng phải tới phải khóc. Thế để chứng tỏ rằng ông Hồ Chí Minh là người có tài, có đức mà toàn nhân dân phải kính trọng. Khi mất đi, người ta thương tiếc một người có tài, có đức vì dân, vì nước, người ta mới khóc. Đó là thể hiện lên cái tài, cái đức của ông Hồ Chí Minh đấy. Đó là lời lẽ của cô Kim My Tăng này nói. Tôi nghĩ rất mộc mạc, rất đơn giản, nhưng nó rất thực tế ở chỗ đó. Còn tại sao cô Kim My Tăng này nói tiếp? Tại sao Ngô Đình Diệm chết, cháu không thấy một hình ảnh đám tang nào, không thấy có một tang lễ lớn nào, không thấy có mồ mả đẹp uy nga nào cả? Thì tất nhiên Ngô Đình Diệm là kẻ ác, thì nhân dân nó không khóc, mà chết đi người ta càng mừng. Thế tại sao bây giờ một số bọn lợi dụng tôn giáo, lợi dụng công giáo, cứ thỉnh thoảng cứ phải làm những cái đó lễ để tưởng nhớ đến Ngô Đình Diệm, tưởng nhớ đến cái thây ma thối mát, thối nát tội ác của dối nhân dân, để làm gì? Để khơi dậy chế độ cũ, để làm gì đó? Đó là lời lẽ của ta. Rồi tiếp tới cái chết của Nguyễn Văn Thiệu ở nước ngoài, thì cháu nhìn vô hình ảnh của nó thì đa số những tên bại tướng tẩu tướng giữ đám tang, chứ nhân dân, cộng đồng người Việt, cả nước Mỹ đâu có ai tới để khóc cho Nguyễn Văn Thiệu. Đó chứng tỏ rằng ai là người có tài có đức thì nó thể hiện rõ lên như thế. Đó là những lời rất mộc mạc của cô Kim My Tăng này, là con lai của Mỹ. Thì chứng tỏ rằng cô có một cái nhận xét: những người có tài có đức, nhân dân thương, nhân dân tiếc thì mới khóc thương. Còn những kẻ vô tài vô đức, độc ác với nhân dân thì nhân dân đâu có tiếc thương, đâu có ai tới khóc cho những kẻ tội đồ. Cho nên còn á, những cái tên mà hoạt động chống phá đất nước á, thì cô Minh Tăng nói thế này, cháu không hiểu tại sao họ là chính người Việt Nam luôn, cha mẹ người Việt Nam luôn, tổ quốc họ là người Việt Nam luôn, tại sao họ cứ luôn luôn chống đối, họ muốn đất nước Việt Nam nghèo, thế mà họ nói họ yêu nước, họ cũng muốn đất nước Việt Nam loạn lạc, thế mà họ nói họ yêu hòa bình. Cháu không hiểu luôn, tức là cái bọn này nó quá ngu xuẩn đến mức độ họ luôn luôn đất nước Việt Nam nghèo, nhân dân Việt Nam nghèo, thế mà họ nói là nó yêu nước, yêu nhân dân ở chỗ nào? Vừa qua thì cô Kim My Tăng có tâm sự với tôi rất nhiều như thế, và cô luôn nói rằng, cô hứa rằng sẽ giáo dục con cái luôn luôn nghĩ về Việt Nam, nghĩ về đất nước. Đó là như vậy.
Còn cái tình hình vừa qua thì tôi cũng nói thêm thế này. Thì cô cũng cập nhật cái tin tức ở bên Mỹ, thì cô có nhắn vào trong tôi. Thì đặc biệt cái bóng đá vừa rồi, thì cái bọn nó tức lắm. Nó nói á, chú ơi, hôm nay bọn phản động California và bọn phản động Na Uy và thằng BD Lia Phạm, nó tức nó chửi mấy người ăn mừng cầm cờ khắp cả ba miền Nam Bắc, nói không có lợi ích gì cả, nó chửi đồ dân vô cảm vô lương tâm, tại sao không cầm cờ đi cứu con Nguyễn Như Quỳnh, con Nấm và con Trần Thị Nga và thằng Dương Nhân Thả. Nói tóm lại là nó muốn người dân kéo xuống đường lật đổ chính quyền, cứu tất cả bọn phản động đang ở tù. Đây là cái ước vọng của cái bọn phản động đấy. Nó thấy nhân dân Việt Nam là cầm cờ tràn ngập xuống đường, thì nó tưởng tượng rằng là những nhân dân đó phải chống nhà nước để cứu những tên phản động. Đó là một cái rất nực cười cái chỗ đó. Và nó càng tức tối khi nhân dân Việt Nam tất cả đều cầm lá cờ tổ quốc ăn mừng chiến thắng. Tức là cái tụi nó luôn luôn chỉ muốn Việt Nam là chiến bại, chứ không muốn chiến thắng trên mọi lĩnh vực. Đó là tư tưởng của bọn phản động, bọn phá hoại là như vậy. Đến vừa qua thì đây là cái tâm tư của vài cháu là con lai của Mỹ, nhưng lúc nào cũng vẫn có một cái thái độ rõ ràng với cái tụi phản động. Bởi vì họ muốn cuộc sống bình yên cả cho đất Mỹ, nhưng bọn này luôn luôn phá hoại và kích động của cộng đồng người Việt cho đất Mỹ. Và chúng làm như là những tên lưu manh bảo kê, cứ đi thu tiền gom góp làm những chuyện tào lao. Mà chính những tên này là những tên thất nghiệp, những tên là ví dụ như những tên già thì cũng hưởng trợ cấp thất nghiệp, rồi cũng làm cái chuyện như rẻ ta là nhà hoạt động chính trị. Vừa qua tôi đã coi những hình ảnh của những tên mặt đằng đằng sát khí ở bên Mỹ mà nó cứ tự cho nó là nhà hoạt động chính trị. Cho nên những tên này á, là tôi nói rằng chúng chỉ làm theo cái thái độ lưu manh của chúng thôi, chứ không có chính trị gì cả. Rồi vừa qua thì hôm nay tôi nói thêm thế này. Thì bữa trước tôi nói sót ở cái chỗ á, là cái tên á, Benny Trương vậy đó, mà cộng đồng mình cứ hay gọi là tên chột à. Thì có nói tại sao Bác Hồ lại đặt nhiều tên. Thì hôm nay tôi tiện đây tôi giải thích thêm thế này. Trong cái hoạt động cách mạng thì đều các bạn đều biết rồi, tránh sự theo dõi của mật thám Pháp và tránh sự theo dõi của bọn Tay Sai, thì đi từng vơi từng vùng thì Bác Hồ đổi tên là điều đương nhiên. Nhưng mà tên này nó ngu dốt mức độ, nó hỏi tại sao ông Hồ Chí Minh đặt nhiều tên. Nó ngu dốt mức độ. Một người công dân bình thường có người vẫn hai tên. Người tên thường gọi và người tên khai sanh. Thì cái chuyện đó nó chẳng có gì khó hiểu hết mà hắn hỏi như thế. Đấy thì hôm nay là tôi có cái trao đổi sơ qua về cái tâm trạng của con lai ở Mỹ. Thì có những tâm trạng tôi thầy, thì tôi cũng truyền đạt với các bạn và cái tâm tư ấy, tình cảm của các cháu là con lai ở bên Mỹ. Có những cháu rất là tốt, luôn luôn hướng về quê hương, hướng về đất nước, dù rằng họ mang hai dòng máu ấy, nhưng mà họ vẫn luôn luôn nghĩ họ là con của mẹ Việt Nam và tổ quốc họ là Việt Nam. Và họ luôn luôn hướng những cái hướng thiện, những điều sẽ làm tốt cho Việt Nam. Thế họ cứ thắc mắc tại sao những người là Việt Nam mà cứ muốn phá hoại Việt Nam. Như thế họ cứ nói yêu nước là yêu cái chỗ nào. Đấy. Cho nên hôm nay tôi có ít phút để truyền đạt cho các bạn về cái tâm tư và cái thái độ của con lai ở bên Mỹ đối với cái bọn phản động và cái sinh hoạt của họ như thế. Và tôi xin chào các bạn.